Truyền thông phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ năm, ngày 17 tháng 10 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí xin chân thành thông báo một tin vui đáng mừng cho bệnh nhân Trần Văn Hữu, cư trú tại huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre. Ông Trần Văn Hữu đã trải qua hơn 2 tháng hỗ trợ điều trị ung thư đại tràng giai đoạn cuối tại phòng khám cha tường yêu thương cho không các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, và hiện tại sức khỏe của ông Hữu đã trở lại bình thường. Với sự chăm sóc tận tình của vợ ông cũng như sự hỗ trợ của gia đình, các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám, ông Trần Văn Hữu đã có những tiến triển vượt bậc trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư tại đây. Sự phục hồi của ông Hữu không chỉ mang lại niềm vui cho chính ông và gia đình, mà còn là nguồn động viên lớn lao cho tất cả phòng khám. Ông Trần Văn Hữu đã chân thành bày tỏ lòng biết ơn đối với Chúa, Cố Linh Mục, nhà nghiên cứu Cha Pero Nguyễn Văn Tường, cũng như tất cả các thầy thuốc, nhân viên và những nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã âm thầm ủng hộ, tài trợ cho phòng khám trong suốt thời gian qua. Chính sự chung tay góp sức ấy đã giúp ông Hữu vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Phòng khám cha tường yêu thương cho không, các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Hy vọng rằng câu chuyện phục hồi của ông Trần Văn Hữu sẽ là nguồn cảm hứng cho nhiều bệnh nhân khác, khẳng định rằng với niềm tin, sự hỗ trợ và tình yêu thương, mọi thử thách đều có thể vượt qua. Một lần nữa, phòng khám cha tường yêu thương cho không, các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã đồng hành và hỗ trợ ông Trần Văn Hữu trong hành trình này. Mong rằng mọi người sẽ tiếp tục tin tưởng và ủng hộ phòng khám cha tường yêu thương cho không, các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí trong sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng. Xin trân trọng. À, dạ thưa chú, chú có thể cho con biết họ tên mình đến từ đâu vậy chú? Dạ, Trần Văn Hữu, ở Bến Tre Dòng Trôm. Dạ thưa chú có thể cho con biết á, là cái triệu chứng ban đầu của chú như thế nào, rồi sau đó chú đi khám bệnh ở đâu? Dạ, phát hiện như cái nó bị coi như là hơi quặn quặn, cái bụng nó đau á, rồi coi như rồi cái mấy đi cầu nó bị nó ra dưới thân chút máu đó, rồi bắt đầu mới đi lên thành phố khám, rồi khám rồi coi như rồi cái người ta mới phát hiện ra là coi như nó có bị ung thư đại tràng, rồi bắt đầu cái nó khám xong bắt đầu nó cho giấy qua bú hai là coi như qua bên đó, thằng mổ ở bên đó luôn, là rồi mổ uống thuốc ở đó luôn, rồi trong vòng 3 tháng rồi coi như đi lên khám lại là coi như là nó còn phát hiện ra coi như còn một bên phải nữa, rồi bắt đầu cái ở đó coi như là mổ luôn lần đó, rồi phải về khoảng 2 tháng mấy rồi qua đây luôn. Tôi chưa biết cái này, chú qua đây vậy? Thì có coi như có người đi xe quen đó, người ta giới thiệu, người ta chỉ qua đây rồi mới đi qua đây luôn. Tôi chú nhớ cái ngày đầu tiên qua đây nè, cái tình trạng sức khỏe của chú làm sao, dù như ăn uống đi lại ngủ nghỉ gì á là như thế nào? Lúc đó thì coi như ăn uống thì nó hơi bị hơi bón thôi chứ không có cái gì, còn sức khỏe thì nó cũng còn hơi bình thường chứ không chưa có quậy quải gì mấy. Rồi sau thời gian mà hơn hai tháng hỗ trợ điều trị tại đây nè, rồi chú đi khám bệnh viện nào và kết quả ra sao, rồi thầy thăm phân tích làm sao vậy chú? Đi khám ở Minh Tâm là coi như về đây đưa coi như ba cái kết quả đó cho thầy Thanh, là thầy Thanh nói là ba cái đó đã nó lành bệnh, nó không có bộc phát cái gì hết. Thưa chú, vậy trong thời gian mà chú bị bệnh ở đây nè,
thì tất cả gạo thuốc này nọ có ai lấy tiền hoặc là có ai đề cập vấn đề tiền bạc với chú hay không? Dạ, cái tiền bạc là cái đó là không ai đề cập cái tiền bạc gì hết, chỉ cho thầy cho không. Rồi cái tinh thần thái độ phục vụ các thầy như thế nào chú? Dạ, rất là coi như kỹ lưỡng, chăm nom các bệnh nhân rất là kỹ luôn. Và thường hơi nhắc nhở không nên ăn bậy bạ này kia nọ, chỉ là ăn cháo theo thầy chỉ định thôi, chứ không ăn bậy bạ cái gì nữa hết. Rất là mang ơn trước tiên hết là cha Tường và các chúa và các thầy các cô đã hết lòng chăm sóc cho các bệnh nhân được mau khỏi bệnh. Thưa cô có thể cho con biết là họ tên rồi xong xuôi là mình cũng đến từ đâu, rồi có thể tóm tắt cái hành trình bệnh của chú như thế nào, như đầu tiên các thầy ra sao vậy chú? Cô tên là Nguyễn Thị Thí, ở Dòng Trôm, Bến Tre. Chú hồi mới phát là chú bị bón, thì chú nói sao anh bị bón quá, thì tưởng đâu chú bón thôi, cho ăn đồ bón vô. Rồi cái chú đi cầu, chú nói sao vướng máu phân phân. Rồi bắt đầu đi lên Bến Tre rồi xét nghiệm máu đồ hết trơn, rồi người ta đi đưa lên thành phố, rồi về người ta nói bị ung, người ta chuyển đi lên thành phố. Rồi chuyển lên thành phố, vừa qua ung bú 1 chuyển qua ung bú 2. Rồi ung bú 2 nhập viện cho mổ. Đầu tiên là mổ bên phải, cắt cái khúc đó nối lại. Rồi xong rồi vô 8 to quá chất. Rồi xong 8 to đó rồi bắt đầu khám tổng quát lại. Rồi mổ lần 2 bên trái, mổ tiếp lần 2. Rồi mổ về 2 tháng. Rồi người ta chỉ qua bên cha Tường, rồi qua đây uống thuốc tới giờ luôn là chú khỏe luôn. Rồi trong thời gian mà trị bệnh cho chú từ ở Tây Y thì tốn kém nhiều hơn. Nhiều. Rồi bên này là có đề cập vấn đề tiền bạc gì không? Hồi bên Tây Y thì chú tốn kém 200 mấy chục triệu hai lần. 200 mấy chục triệu, rồi qua bên cha Tường là không có tốn tiền, không có gì hết. Là cha cho không hết, các thầy các cô cho không. Mà rất là vui vẻ, nồng hậu tiếp đón bệnh nhân vui vẻ. Cô có thể nói thêm về cái tinh thần thái độ phục vụ các thầy không? Phục vụ của các thầy thì vô thầy khám niềm nở, thầy khám cũng tận tình, vui vẻ chứ không có mà cái gì ngoài ra hết. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi cha dặn dò bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đẩy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng có
dưỡng rồi. Công trình mà cha tâm huyết trước đây được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đầy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn dò báo người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được nói và làm như chớ lòng bàn tay, nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không, phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Thank you.
sóng gió trong đời làm kiệt sức tàn hơi, bước đường chân thử thách mọi nơi, nhưng lòng thành nguyện vẫn tin rằng tất cả là hồng ân, vâng tất cả là hồng ân. Hồng ân Thiên Chúa ban cho con người, Ngài hướng dẫn con người về cùng đích đẹp tươi, sống trọn tình cùng Chúa mọi nơi, mai này được hạnh phúc quê trời. Tất cả là hồng ân, vâng tất cả là hồng ân. Hồng ân Thiên Chúa ban cho con. Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến
Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60, đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.